Em xin kính chào tất cả quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trường tiểu học Trần Văn Dư. Em tên là Hồ Phạm Ngọc Phấn, đến từ lớp 5/3 do cô giáo Lê Thị Liên chủ nhiệm. Hôm nay em xin thay mặt cho tập thể lớp 5/3 gửi đến quý thầy cô một phóng sự ngắn về ngày 20 tháng 11. Mới ngày nào chúng em chỉ là những đứa trẻ mới rời vòng tay mẹ, chập chững bước vào trường. Cổng trường tiểu học Trần Văn Dư đã mở rộng vòng tay chào đón chúng em. Vậy mà, đến nay đã gần 5 năm rồi. Khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để chúng em khắc ghi bao kỷ niệm bên mái trường, bên thầy cô, bạn bè. Thầy cô ơi, không biết từ bao giờ, ngày 20 tháng 11 đã in sâu vào tâm hồn chúng em. Để rồi mỗi khi nghe tiếng trống trường, tâm hồn chúng em lại trào dâng một cảm xúc. Làm sao chúng em có thể quen được ánh mắt trìu mến, tình cảm yêu thương và sự chăm sóc tận tình của thầy cô đã dành cho chúng em. Dẫu biết rằng có nhiều lúc chúng em không nghiêm túc trong giờ học, thậm chí không vâng lời, nhưng cô không hề dùng roi, dùng thước để răn đe, mà cô cảm hóa chúng em bằng cách của riêng mình. Thầy cô ơi, em vẫn luôn biết rằng giữa dòng đời tấp nập với bao khó khăn của cuộc sống, nhưng thầy cô vẫn vượt qua tất cả, để rồi thầm lặng cống hiến, thầm lặng hy sinh. Những giờ học cứ thế trôi qua, thầy cô vẫn miệt mài giảng bài cho chúng em. Làm sao chúng em có thể quen được những tháng ngày khi đại dịch Covid-19 bùng phát khắp cả nước, chúng em không được đến trường, nhưng thầy cô vẫn tìm đủ mọi cách để truyền đạt kiến thức cho chúng em qua những giờ học online vất vả. Thầy cô trường tiểu học Trần Văn Dư đã cho chúng em cảm nhận được điều đó. Ngày 20 tháng 11 lại về, thời tiết đã giao mùa, tiết trời bắt đầu se se lạnh. Ngoài kia mưa vẫn nhẹ rơi, mà sao em cảm nhận thấy bóng lòng mình như chịu nặng. Nhìn những giọt mưa nhảy nhót ngoài sân trường, chúng em lại bồi hồi nghĩ về thầy cô. Đố ai đếm được có bao nhiêu hạt mưa, đố ai đếm được công ơn cô thầy. Trên đời này có rất nhiều thứ để chúng ta cân đo đếm được, nhưng làm sao đếm được công ơn cô thầy. Ngoài kia có bao nhiêu hạt mưa là bấy nhiêu tình cảm mà chúng em muốn dành tặng thầy cô. Thầy cô ơi, năm tháng dần trôi, bụi phấn trên bục giảng đã làm tóc cô em điểm bạc. Khi tóc cô bạc trắng, chúng em đã lớn khôn rồi. Công ơn thầy cô không bút nào kể xiết. Hôm nay trong cảm xúc dâng trào, lòng nghẹn ngào khó nói, chúng em không biết nói gì, chỉ có món quà nhỏ xin dâng tặng quý thầy cô nhân ngày 20 tháng 11.